Chào cái nhà. Hello, chào cả nhà. Mr. Danh và Mr. Mia. Sáng giờ á, sáng á là thằng dẫn con thằng đi ăn. Rồi bữa nay là chủ nhật nha mọi người. Đôi khi cái phim mình quay chủ nhật chứ khi đăng á không biết ra thứ hai hay thứ ba không biết nữa. Nó xong bởi vì trong phim mà nói chủ nhật á thì khi đăng mà thứ hai thứ ba đó thì bà con phải nghĩ là ồ cái này thằng đăng trễ nha. Thì bây giờ là đi thằng Hùng. Đi thằng Hùng quá vậy. Khi bé nó chỉ rồi quá. Thằng Hùng thật ra nó đang ở program á, tại vì nó ở trong tù. Mà tù thì bao nhiêu lần tù rồi, cứ bắt nó vô giống như bắt cóc bỏ một dĩa vậy đó cả nhà. Thì ở đây bắt mà không có cái tội gì nặng đó thì người ta bắt nó đi program thôi, rồi bắt nó ra tòa này kia vậy đó. Thì đợt này là người ta đưa nó thẳng vô trong program á. Cái gì mà sột sẹt hoài vậy nha. Người ta đưa thẳng nó qua program thì bắt buộc là nó không có được trốn ra. Còn nếu đợt này mà người ta đưa thẳng nó qua program như vậy mà nó trốn ra thì có thể là nó sẽ 3 năm lận, 3 năm tù vô luôn á. Cho nên đợt này là nó sợ, nó ở trong program cho hết. Thì nó gọi hàng hổm gài là nhiều lần rồi mà hàng quá là trời bận gần mấy ngày lễ đó. Thì đi vô đi vô thăm được là ngay ngày thứ thứ bảy thôi, nhưng mà hôm nay chủ nhật mà ngày Noel á blue blue quá trời, thứ bảy quên nhỏ mất tiêu, mà mấy tuần trước cứ hẹn nó vô hoài không có vô được, cho nên hôm nay chủ nhật nhỏ gọi thằng nhỏ nói birthday em bao nhiêu lần ngay Noel, mẹ em ở tù không à, mấy năm đó ngay Noel ở tù không à, chị không có tặng gì cho em hết trơn á, bây giờ chị tặng dầu thơm cho em đi. Mà thật ra nó nhắc dầu thơm cái là đúng của nó, tại vì nó mê dầu thơm lắm, nó mê như con gái vậy đó, nó xịt dầu thơm dữ lắm, cho nên nó còn nhớ rồi, chị sẽ tặng cho em chai dầu thơm. Chị sẽ mua cho em chai dầu thơm. Rồi bây giờ thì coi như là hằng sẽ đem vô cho nó dầu thơm với đồ ăn nha mọi người, bánh thôi. Thật ra nó thì nó ở với hằng mấy tháng trời, hằng hiểu ý nó mà, từng đứa thằng hiểu ý nó rất là thích ăn bánh ngọt, bánh bía. Thằng lấy nào là bánh bía nha, rồi bánh ngọt nha, rồi mua trà sữa nữa, tại nó thích uống trà sữa nữa. Ê, cái mua trà sữa mà cái này thì không biết có vô được không hay là thằng gửi đồ thôi rồi để thằng kêu cho người ta cho nó chạy ra cửa, thằng dòm mặt nói chuyện với nó vài tiếng thôi cũng coi coi được không, cho mì dầu thơm pha đà luôn. Gửi nó đi, rồi viết thêm vài chữ nha, để hằng đọc vài chữ, hằng ghi. Hằng thì không có nói được qua lời văn mà nó màu mè ở trong thư đâu, hằng chỉ biết vài chữ. Cho mày một chai dầu thơm hiệu pha đà luôn đó, miễn sao mày tốt là được rồi, cho nên là chị không có tính toán với mày. Miễn sao mày tốt được rồi, đừng có ước nha. Bây giờ thật ra đó là hằng không có đi mua cái tấm thiệp, nhưng mà hằng cứ lấy cái miếng giấy màu xanh xanh như thế này, hằng viết vài chữ cho nó động viên thôi, thì hằng sẽ đọc cho quý vị nghe nha. Đi 280 đâu thao San Jose nha anh Danh. Anh Danh coi được ha, coi được. Ok, hằng viết là Merry Christmas Hùng, cố gắng lên em nhé, chị và tất cả mọi người luôn thương em, ủng hộ em, đừng làm chị Hằng thất vọng em nhé, thương em chị Hằng. Thì hằng chỉ viết vài chữ cho nó thôi, còn mỗi lần nó gọi điện thoại ra là nó gọi điện thoại của ở trong cái văn phòng office mà chỗ nó ở đó, thì không có được nói nhiều, thì gọi ra như vậy thì cũng khuyên động viên vậy thôi, gắng lên em, gắng lên em. Mà mấy ngày trước nó gọi, mấy tuần trước gọi, cả tháng nay gọi, thì có một cái thằng ở chung nó, nhưng mà hồi nãy đó thì hằng hỏi là thằng đó còn ở trong đó không, rằng hằng nếu mà cho thằng Hùng chai hằng cũng cho nó ăn chai, không có phân biệt, tại vì khi chưa biết mặt hằng chấp nhận đi mua thêm chai nữa để cho thằng đó. Thì Hùng nói thằng đó bị kick out ra rồi, bị đá ra, bị đuổi ra. Rồi tại sao? Nó quánh lộn. Nó quánh lộn với mấy thằng trong program. Rồi nói còn em thì sao? Nó nói em ngoan rồi, đợt này sợ rồi em gán. Nó ok ngoan sợ.
nói chung khi mà nó không có hút, nó tỉnh á, nó mà đi được chừng 3-4 tháng thì bắt đầu không có chơi cái đó trong người. Ở trong đó bắt nó uống thuốc tâm thần, tại vì nó có bị tâm thần. Thì nó tỉnh ra, nó nói chuyện rất là dễ thương. Thật ra mấy đứa này khi tỉnh ra, đứa nào cũng nói chuyện hiền lành, dễ thương lắm. Nói chuyện rất là dễ thương. Thì nó gán lên cơn gán, cứ dạ không ngoan lắm. Rồi thì bây giờ chị Hằng đem bánh vô cho ăn, đem dầu thơm vô. Nó nói mỗi lần em nhớ chị cái là em xịt dầu thơm. Vậy xịt không biết bao lâu hết trái dầu thơm. À, vô cái đường gói đường này Hằng nhớ rồi à. Đó thì đem chai dầu thơm luôn, cho mày xịt chai dầu thơm này, hy vọng mày phải gắng cố gắng lên cho tới ngày mày hết chương trình program. Thì hôm ngày đưa nó qua đây hình như gần cả tháng rồi, từ bên tù đưa qua đó mọi người, từ bên nhà tù đưa qua program này hình như cả tháng rồi. Thì không biết nó đi chương trình này mấy tháng, để Hằng sẽ nói chuyện với nó hỏi lại sao coi đi chương trình này mấy tháng nha. Để bữa hổm nó nói là em không có biết chọn cái nào, tại trong đó nó cho nhiều chương trình để chọn lắm. Thì chọn cái lâu nhất á, là ra em sẽ lia hết luôn, em lia hết là coi như là xóa hết mấy cái tội nó còn tùm lum rồi nó có lại bằng lái xe luôn á. Thì Hằng mới nói thì coi như em chọn cái nào tốt nhất cho em đi. Hằng mới nói là em chọn cái nào tốt nhất cho em đi, rồi đi lâu chút cũng được, mà em càng ở trong đó lâu thì càng tốt cho em chứ không có gì hết. Đó. Chưa đâu nha, chưa đâu, còn cả mai nữa rồi chạy đi, Hằng nhìn giùm cho Hằng kỹ nha. Nha. Thì Hằng mới nói nó cố gắng lên như vậy đi, thì động viên nó thôi. Thì nếu mà khi nó ra rồi thì ra tù á, nó ra hết program á, thì thực sự thì Hằng có nói với ngoại nó hồi bữa rồi. Hằng nói cái này á, cô phải chuẩn bị khi nó program ra phải cho nó về nhà, rước nó về và mua vé bay đưa cho nó đi vô xin này, đưa cho nó đi qua bên tiểu bang mà bên mẹ của nó ở bên đó đó liền, chứ không có thể để ở đây mà không cho nó vô nhà thì không có được. Tại vì khi nó ra program á, là phải nói nó là phải canh, khi cái ngày nào ra program là phải lại chỗ đó rước nó đi ra, chứ không được để người ta thả, người ta giục rồi tự nó chạy ra là nó đi xuống suối lại là xong đó. Cho nên là đợt này phải gắng cố gắng tách biệt nó ra coi sao, rồi quẹo phải luôn á, right lên. Chứ mà nếu lần này mà làm không được thêm lần này nữa thì khi mà nó ở lâu mà nó lia hết tội rồi thì không có bị bắt về cái tội gì nữa, là ở ngoài là hút lại là tiêu luôn nữa. Đó. Ok, bây giờ là thôi đang coi đường cho anh nhanh lái xe tới đó nha mọi người. Tới chỗ Hùng mà nha mọi người. Bây giờ là Hằng đi vô nha. Tới trong cái chỗ nhà nó ở đang đậu trước cửa. Bây giờ Hằng đi vô bấm chuông và Hằng gửi đồ. Và hy vọng là Hằng sẽ xin người ta kêu cho nó đi ra Hằng gặp mặt một cái. Để nó nhận đồ thôi, ok. Rồi, cái với lại vô đưa đồ cho nó rồi. Nó được ra mà ta không có được kêu, không có cho thấy mặt nó thôi. Nói chuyện đứng đằng xa, không có cho lại gần, không có cho hớt gì hết trơn. Bà nói sorry tại vì Covid. Thì anh Danh đậu ngoài cửa hạ kiến xe luôn, là ổng thấy anh Danh, ổng còn thấy anh Danh, anh Danh, anh Danh. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hai tháng mấy nữa em về này kia. Ồ, hai tháng mấy về hả? Hai tháng mấy nữa em về. Nó khỏi cần hai tháng mấy, ở càng lâu càng tốt, bảo đi. Đã hai năm luôn chưa rồi. Hàng nói khỏi cần hai tháng mấy. West Santa Clara Street. Nó ở càng lâu càng tốt, không có cần hai tháng mấy gì hết trơn á. Rồi lấy đưa bọc đồ ăn, đưa bọc đồ ăn là này đó, còn có cái thư nữa đó. Bà kia bà nói ồ, người nói này dầu pha đà luôn, bà kia bà say quá. Cho mày dầu thơm hiệu pha đà luôn đó, mày xích đi cường chết. Mà tỉnh rồi, cái mặt dễ thương lắm. Ừ, tỉnh ra đứa nào hơi có thịt rồi. Có thịt mà nó, nếu mà nó ra mà nó đi hút lại cái nó khùng liền, hút lại trong vòng 3 ngày là nó khùng điên đảo luôn đó. Đây ra là mà kiểu mấy đứa nó à, thường thường mấy người mà Hằng nói nha, mấy người nghiện mà nếu họ ở tù phải ở từ lâu á mọi người, cái này mình nói thiệt nha. Còn nếu họ ở tù từ 6 tháng hay 1 năm gì đó, ra họ thèm lại, họ hút dữ lắm, hút ngay ngất luôn, tại quá thèm á. Yeah. Còn khi mà họ nhịn trong một cái thời gian từ 3 năm, 4 năm mà mấy người tù lâu ra họ quên. Ra quên, nó quên luôn cái cảm giác kiểu cái đó như thế nào. Còn khi mà nó 3 tháng với 6 tháng thà là đừng ở tù. Đừng quên nè. Hả? Ừ. Yeah.
Còn nếu mà ở mà chừng 3 tháng, 6 tháng thà là đừng có ở. Tại ra ở cái đó, cái cảm giác nó ngắn quá, nó nhớ, nó thèm lắm. Mà khi nó ra nó thèm, nó quất lại còn hơn khi nó ở ngoài, quý vị, là nó mau khùng hơn. Cho nên không biết ông nội này đợt này, ông gán hết cái này là ông nói đang để ông lấy được cái bằng lái xe luôn. Đó, mà để coi làm sao, trời ơi, hy vọng anh cho ông, ông tỉnh tuồn đồ lại chứ, kiểu này chết rồi. Thiệt chứ, thấy còn tuổi nó còn trẻ, chưa được 30 tuổi nữa. Mà cuộc đời nó như vậy, nó tội với ông, uổng quá đi. Thấy nó uổng quá vậy. Thiệt. Nói hỏi mình người ngoài đi nè, mà mình thấy tụi nó mình chịu không nổi, hỏi sao cha mẹ nó rồi, hay là người thân mà chịu nổi. Rồi khi họ, nhiều người họ cũng give up, họ bỏ đại rồi. Vậy đó. Nhưng mà thôi thì hy vọng đi, nó cũng cuộc đời của nó hết nghiệp. Chỉ có trả hết nghiệp ra sao đó. Nó tin này trả cho nó trả hết cái nghiệp. Ở trong ở giống như nó sinh hôn mà thấy hình như có nó sinh hôn trong căn nhà rồi chia ra nhiều phòng nhiều phòng vậy đó. Continue straight, chạy thẳng, nó chia ra từng phòng vậy đó. Tại nó mở cái cửa lớn ra cho mình đứng nhìn đằng xa thôi. Continue straight, chạy thẳng chút nữa. Chạy thẳng nữa. À, qua khỏi cái này. Đó nè, freeway rồi, vô freeway. Yeah. Vô tới cái chỗ này là bị cái chỗ cung cấm à.
Còn khi mà cái chỗ mình tự động đăng ký gọi điện thoại đi đi program nha quý vị, là mình vô đó xong rồi mình tự động đi ra dễ lắm. Còn ở chỗ Hùng là bị cảnh sát đưa qua, cảnh sát đưa qua giống hổm anh Hoàng đó, cũng đưa qua xong rồi anh Hoàng bây giờ thả, anh Hoàng đâu có sợ bị bắt nữa đó. Cho nên Hùng cũng từ bên chỗ cảnh sát này đưa qua thì thế Capital mới vô. Ủa vô Capital mới vô mà quá này đi kêu roi luôn rồi ông nội, tôi đang nói chuyện là anh trên thuốc rồi thôi. Capital đây. Ừ thôi vậy đi vô chỗ khác đi ba, để bấm lại. Hằng nói chuyện anh danh thuốc rồi. Rồi ok đi 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 tiếp. Cần GPS mấy cái này mình nhớ đường hết á. Chạy thẳng lên Capital đó. Xin thấy á cười vui, tươi mát. Thì tỉnh rồi. Ừ. Cái khuôn mặt á có thịt bên này rồi. Ở trong đó là ăn uống á, là bình thường có ăn có uống hết trơn á. Đồ Mỹ mà mập lắm. Ăn đồ Mỹ không à. Món nào mới chi. Còn ví dụ như mà muốn nó muốn ăn vặt bánh rồi này kia thì đó, thằng đưa bánh rồi đó, người ta cũng cho. Người ta cũng cho, người ta cầm vô đó. Bánh ngọt, nó thích ăn bánh bía. Thằng lấy nguyên một dĩa bế bự cho nó luôn. Ăn một cái rồi nó thấy chịu. Đồ Mỹ chi món nào mới chi luôn mà mập. Được chừng nào tốt chứ giờ thật sự nói mấy anh em này mình giúp mà nói mình bảo đảm cái gì trời đất ơi, cái này là mình giúp hết cái khả năng của Hằng rồi. Hằng thiệt sự giúp từng trong các anh em mà vấn đề nghiện đó là Hằng đã dùng hết hơi hết sức rồi, cái gì mà cũng Hằng giải quyết phía sau nó nhiều lắm. Còn cái phim khi Hằng quay đại khái cho quý vị xem thôi, bây giờ mà nói một người đó chỉ có biết mình họ báo níu mình về tất cả cái gì thì quý vị nghĩ có mệt không? Mà trong một nhóm như vậy, những người nào lên được ổn rồi là mình mừng rồi, còn những người mà chập chững đó là mình đằng sau lưng họ cho tới dững luôn. Mà thì thực sự cái đó thì các anh phải gắng cố gắng phấn đấu nữa, chứ không phải là Hằng không có thần thánh gì mà Hằng nói mình giúp mọi người, mình bảo đảm mọi người đã cai được hết. Đâu có ai dám bảo đảm đâu, ông trời ông thánh gì ở đây cũng không có ai mà dám bảo đảm người ta cai được hết hết á. Nhưng mà thí dụ như trong cái cuộc sống họ đang một tận cùng của xã hội trong vũng bùn lầy, mà mình kéo họ lên mà để họ họ trở thành lại một người nó chưa có phơ phịch, nhưng mà ít nhất cũng là đi ra ngoài xã hội cũng còn có thể ngẩng mặt được với mọi người. Mình có việc làm, mình tự hào với những đồng tiền mình kiếm, mình có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, mình không có còn dơ giấy lan chạ ở ngoài đường, rồi không có đi trộm cắp nữa. Bao nhiêu đó là một điều đáng quý nhất rồi. Ở đây thực sự trời ơi đầy đường đi, cảnh sát rồi người ta còn không thèm bắt nữa quý vị.
chứ ở đâu mà nói thần đâu có thần thánh gì. Cho nên nhiều khi các bạn nói nhiều cái bình luận mình nói nó trái chiều ngược lại, tại vì ở đây là nước Mỹ hay là Việt Nam, ở đâu cũng vậy quý vị. Những cái nghiện ngập, những cái tệ nạn xã hội này mà nếu mà dễ cai đó là đâu có còn người trộm cắp hay là hút sách ở trên xã hội này được đâu. Cho nên cái này rất là khó. Nhưng mà mấy anh em vì nể cái lòng thương của Hằng, coi như Hằng thương các anh em bằng một cái thật lòng, mấy anh em hiểu được thì mấy anh em nghe lời Hằng, những cái lời khuyên thì các anh em bước lên để từ từ mình làm lại một con người tốt. Chứ đâu phải là Hằng đâu có thần thánh gì đâu mà nói là Hằng kéo lên á, Hằng bảo Hằng đâu có bao giờ bảo đảm ai. Mà họ làm được tốt một ngày thì mình thấy cái đó họ tốt được ngày, một tháng tốt được tháng, một năm tốt được năm, là đó là điều đáng quý rồi. Chứ mình đâu có bắt người ta phải là bắt cái gì, ông tòa ở đây cũng không có bắt họ được. Nhưng những này là tự nguyện họ thôi, những cái tự nguyện thôi nha. Còn Hằng ở đây tại vì chương trình Hằng làm về YouTube, làm về chương trình vô gia cư, thì trong cái khả năng của Hằng làm được tốt được cho bao nhiêu người thì được bao nhiêu, chứ không phải là ai bắt Hằng phải làm cái điều này rồi Hằng phải chịu trách nhiệm với người đó. Đâu có chịu trách nhiệm, cái này là mình giúp người ta mà, chứ mình đâu có làm gì đâu. Mình giúp người ta nghe lời mình sẵn sàng đứng ở phía sau lưng để support người ta, để lo lắng những cái gì mà khi người ta cần, vậy thôi. Chứ mình đâu có phải là thần thánh gì đâu mà nói rồi mình phải bảo đảm mình chịu trách nhiệm. Còn hay là người đó cai không được đâu, bỏ nó đi, kệ nó. Nếu mà quý vị nói vậy á, Hằng cũng thấy có nhiều cái bình luận nói nó dài dòng lắm. Thì mình chỉ nghĩ một cách đơn giản, ở đây là những người nghiện ngập, Hằng là những người thiện nguyện thôi, những người làm về công việc thiện nguyện, Hằng đi giúp đỡ họ. Hằng khuyên răn họ, khuyên họ để họ từ bỏ con đường đó, họ bước lên có cuộc sống với xã hội. Hằng giúp họ đi tìm những công ăn việc làm. Thì các bạn cứ nghĩ một cách đơn giản như vậy. Chứ các bạn nói ôi đừng có giúp nó nữa, bỏ nó đi, nó không có tốt đâu. Thì bây giờ thôi, mình đừng có mình khuyên những người đó đi. Cho dù các anh em mà có đọc được những cái bình luận, các anh em cũng cảm thấy vui. Cho dù Hằng có cố gắng để Hằng giúp các anh em đó tốt được một ngày, Hằng cũng cố gắng Hằng giúp vừa phải. Dạ. Hằng cũng cố gắng Hằng giúp. Còn khi mà tới cuối cùng quá, họ không có chịu thay đổi, họ chấp nhận đi lại con đường đó thì họ chịu thôi, đó là cái số của họ. Ha. Chứ đôi khi Hằng cũng thấy nhiều cái nói Hằng là cái này, Hằng phải cái nọ, Hằng phải cái kia, không có phải cái gì hết. Ở đây Hằng nói, tại vì Hằng giúp thiện nguyện, công việc thiện nguyện, Hằng làm đúng với công việc của mình, đúng với lương tâm của mình. Giống như hiện tại mà nói một người đứng ra nâng đỡ cho một anh nào đó để tốt hơn, thì chẳng hạn giống như chị Hương, khi mà Hằng vớt Quỳnh lên bờ rồi thì chị Hương là người đứng ra để nâng đỡ Quỳnh cho tới ngày hôm nay, đó là cũng một điều tốt rồi. Mình cứ nghĩ bằng cách đơn giản vậy đi. Hay là bây giờ anh Trương có anh Trương thì có chị Thủy, chị ở xa nhưng chị cũng vẫn gọi điện thoại nhắn nhủ để động viên mỗi ngày, thì cái đó cũng là một điều tốt rồi. Cho nên mình chỉ có biết là mình chỉ cầu chúc người ta, mình cho người ta những lời động viên, những cái lời này kia thôi, chứ mình không cần phải lên án họ phải là cái gì, hay là lên án nói Hằng phải làm cái này, Hằng phải làm cái kia, Hằng phải làm cái nọ. Cái đó là các bạn xem thôi. Còn các bạn thấy ở bên ngoài Hằng làm hết những cái khả năng của Hằng là khả năng Hằng đi giúp họ, chứ không phải là Hằng của một ông tòa, Hằng phải làm cái này cho họ, làm cái kia cho họ, bắt họ phải làm vậy. Nếu mà Hằng có đủ một cái sức mạnh, đủ một cái quyền lực gì đó mà Hằng bắt những người nghiện này phải bỏ cái này, phải làm cái kia, mà những người này theo Hằng gấp như vậy, thì đó là một điều quá là trời quý rồi nha. Cho nên thì thực sự ở đây Hằng cũng rất là cảm ơn cho những cái lời comment động viên các anh em. Và đôi khi có những câu chuyện của những trường hợp mà khi Hằng giúp, thì các bạn phải nhìn và coi cái phim của những cái người mới hay những người cũ. Trong phim đó Hằng nói cái gì và Hằng giúp họ về cái gì. Chứ khi các bạn chưa có xem, các bạn mới thấy tiêu đề, thì mình xâm tham Hằng cũng đọc lại những cái bình luận hết, thì Hằng thấy các bạn nói nhiều cái nó không có trúng chật gì trong cái tiêu đề mà cái clip đó Hằng đang làm việc với người đó hết á. Tại vì nhiều khi các bạn chưa có coi, thành ra các bạn không có hiểu cái vấn đề nó là cái gì. Thì các bạn cứ viết bình luận đại, không có cần biết viết bình luận lên án người khác.
lên án là giống như mình là mình là tòa phán xét kêu người ta phải làm như vậy. Cho nên đây thực sự Hằng rất là cảm ơn các bạn cho Hằng là những lời khuyên hay là những lời động viên các anh em. Các anh em này thực sự cần các bạn là những khán giả xem. Mình không có giúp được gì cho người ta được một lời động viên khi các anh em xem. Khi các anh em mà có xem được những cái comment mà thấy những lời động viên của các anh chị, các cô chú ở trên mạng thì đó là cũng một cái niềm vui, một cái động lực của các bạn thôi, của, cho các bạn để các bạn mạnh dạn đứng lên thôi. Còn cái vấn đề mà nói các bạn, các cô chú lên hay là các chị em, anh chị em lên lên án họ, mình lên án mình chẳng làm gì được họ, đó là cuộc đời của họ, họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ. Còn mình chỉ là người giúp họ, cho nên mình không, mình là người xem, mình không có quyền lên án ai hết. Mà mình góp ý thì khi mình muốn góp ý thì mình hãy xem cái video đó trong cái, hay là xem một cái người đó họ đang là cái gì, chứ mình chưa có hiểu người ta thì mình không có lên án người ta được ha. Ok rồi, thôi thì bữa nay mình đi về thăm Hùng. Cái vấn đề của Hùng nãy giờ thì quý vị cũng biết rồi. Thì Hùng thì Hằng cũng hy vọng khi nó, Hằng giúp nó rất nhiều lần rồi, khi nó ra đợt này thì gia đình nó phải mau mau mà đem Hùng về, đừng có để cho Hùng gớt lại nữa thì rất là uổng. Rồi thôi thì một lần nữa Hằng cảm ơn tất cả những cô chú bác anh chị em luôn luôn ủng hộ chương trình kênh YouTube làm về vô gia cư của Hằng Kali, cũng như cho những lời góp ý hay là động viên hay là an ủi các anh em, thì đó là Hằng cũng luôn luôn gửi lời cảm ơn hết tất cả mọi người đã xem và đã cho những lời bình luận. Ok, một lần nữa Hằng xin chào tạm biệt, bye bye.